Bên tao như thế rồi, ok, bình thường, cho bình thường luôn. Dạ. Rồi, ok à, mấy lúc gần đây á, thì mình cũng xác nhận ra một cái điều là báo chí á, trong nước á, nó có những cái thành phần không biết là chính thống hay là không chính thống, nhưng mà theo con nói nãy giờ thì cô Hằng đi rồi thì đã cộng tác hoặc là một có thể nhà báo nào của trong nước là gọi là Sài Gòn Giải Phóng, là một tờ báo của nhà nước mà, thì mình nói một Dạ. điều này là thì cũng giống như hôm trước tới giờ Tân đã nói rồi, ở thế lực thù địch đã len lỏi vào những cái bộ phận mà mình cảm thấy là cái này tôi nói rất là nhiều lần rồi chứ không phải mới đây, kể cả bên văn hóa và kể cả bên báo chí đã có những kẻ địch, thẳng là cái địch đi, đã len lỏi vào nằm ở trong cái guồng máy của những cái tờ báo hoặc là những cái lĩnh vực báo chí và lĩnh vực nghệ thuật. Trong đó thì ta không Dạ. cần phải nói tên ra, mày cũng đã biết, mày hiểu là ngầm như vậy rồi. Nó có một Dạ. cái chỗ này, có nghĩa là thường thường á, ngày xưa á, tao hiểu á, là báo chí nó có chia làm hai phe, một phe là truyền bá thông tin và một phe gọi là phe đối lập. Đối lập Dạ, nha, lá cải đối đúng lập không? là Gọi là gì? lá cải đúng không? Đúng rồi, đối lập là gì? Đối lập có nghĩa là những cái sai sót của nhà nước hoặc là những cái gì mà thí dụ như là người ta đối lập lại để người ta không phải là đối đầu, cái này đối lập. Đối lập có nghĩa là Dạ. những cái chính sách, những cái gì đó mà nhà nước mình làm mà có vẻ thô thiển vụng về hay là sai trái gì thì họ Dạ. lên tiếng. Lên tiếng ở đây là để giúp đỡ chứ không Đúng phải rồi. là giúp đỡ cho cái nguồn máy hành chánh của pháp luật của nhà nước nó trơn tru và nó Đúng rồi. giúp đỡ cuộc đời, chứ nó không phải Đối là lập tích như bây cực. giờ. Đó là tích Đối lập cực, tích đó là cực. hướng đi tích cực. Dạ Anh dạ. phản ảnh mà anh phản cho nó đúng Dạ. thì không có ai nói gì cả. Đó là gọi là những tờ báo gọi là hồi xưa tôi gọi là đối lập, ở cái phe bên gọi là tam quyền phân lập, bên phía tư bản thì nó có cái Dạ. đó. Thì ngược lại ở bên này, bên Việt Nam mình thì ta thấy cũng có chứ không phải là không, nó có những cái vấn đề, những cái tờ báo chính thống mà đưa ra những cái lý luận và ở đây nhà nước làm môi chủ tư trẻ chẳng hạn, như cái này sai hoặc cái kia sai thì mình giúp đỡ, cái đó là một dấu dấu tích cực. Nhưng ngược lại ở đây nó có những nhiều có một vài phần tử, nó có một vài phần tử và lợi dụng cái điều đó và họ công kích theo chiều hướng là đối đầu, chứ nó không phải là đối lập. Đã tôi ra việc đó tao lên án bà, tao nói mày rồi là cần cái cục báo chí gì đó của nhà nước mình lên cần loại bỏ những cái hạng người như vậy, thì bởi vì nó chỉ làm tác hại vấn đề uy tín của nhà nước mà thôi. Thì bởi vì bây Dạ. giờ rõ ràng như rõ là đó, nếu mà nó ở trong cái làng báo chí mà nước mà nó tung tin hoặc là nói những cái gì xuyên tạc như vậy thì hỏi về ai còn tin những cái tờ báo của nhà nước đem ra nữa, bởi vì nó Dạ cũng đúng là rồi nằm ở luôn. trong đó mà. Đúng rồi, đúng Thấy rồi. rõ ràng không? Rất Thì là nó nguy phải hiểm. loại, Dạ. phải loại ra, loại ngay lập tức và loại là bởi tao nó khổ quá, tao là muốn làm nhiều chức lắm, nhiều quan lắm. Tao là tính làm tao tính làm là quan chức báo chí tao cũng làm rồi, rồi cái gì nghệ sĩ tao làm, tao cũng tầm muốn làm trùm nghệ sĩ luôn. Tao lên là thiệt mày là tao gọt, tao cắt, tao gọt, tao cắt đồ má là sướng lắm đồ, thiệt mày tao tức quá, nhưng mà tao tao làm thì tao làm, tao không làm tao nói thôi chứ tao làm không ai giao tao làm mấy cái chuyện đó trên trời. Tao làm bên công an đó nè đồ, tao khoái tao tham mà, cho nên là tao làm đủ trò. Thì tao nói là cái đó đó là cái gì, mình phải nói một cái điều công bằng mà nói như vậy là nhà nước mình quá nhân đạo và quá tự do, tự do đến mức độ là người dân coi như là quá trớn ấy đủ, mà nó nói vậy đâu có sao đâu, thế thế rõ ràng không, đâu có bị bắt bó gì đâu, đâu có ai hỏi thăm sức khỏe gì đâu, thành ra đủ má, thành ra nó tự do tự tắc mà nó đòi nó một cái bản chất, có nghĩa là Việt Nam mình nó hầu như nó tự do, nó tự do nó thẳng nha, nó tự do hơn nước Mỹ nữa. Dạ. Bởi vì nước Mỹ nó tự do nhưng mà nó là tự do cá nhân, để tôi nói không, nó không có vì Dạ. cộng đồng, nó không phải vì tao thích là ta làm, tao thích là ta xách súng tao bắn thôi đồ, mà Việt Nam mà nó không có kiểu đó, cái đó là kêu mà hơi cái tính cách này khác. Đây Việt Nam mà nó tự do con người, tự do thậm chí nhiều cái nước buồn cười, nó tự do những cái nước buồn cười. Ta coi cái clip mà đứa nào mà nó quay nó nói độ nguyên cái nguyên một cái đoàn người về quê để mà xin để mà đi về quê rồi nó lấy nhang lấy đồ nó đi cúng rồi đồ. Tự nhiên thấy tôi tức cười đồ quá, tao buồn cười ở chỗ đó, có nghĩa là nó nói là cái gì đồ, nó thô thiển cái thì con nhỏ vậy bên Đài Loan ra đã nói rồi đồ, mày bị cúng vậy mày mới khóc chứ đồ, mà không khóc gì trơn vậy đồ. Chào tay Tiếu vô Lâm lai đó, mà Tiếu quay cuối Lâm mà cùng cho nó nó cúng, cuối cùng là nó cúng gì, nó cúng nó giá xe tải. là
nó nói mà nó loạn xe tải chặn đường cái xe tải ai đậu chặn đường á. Đúng rồi, tao nói cho mày nghe nè, mà cũng không ai sướng như cái dân Việt Nam mình. Nó đủ mày đi về quê, nó bỏ lên xe đi chở đi, còn xe cá nhân của nó là bỏ lên xe chạy theo mới là ghê chứ. Đủ má làm có chứ, đủ má gì kỳ vậy, đủ dân gì mà đủ má, dân là dân thì thuộc dân cha rồi chứ không phải dân dân con nữa. Đủ má dân gì mà vậy mà nó kêu dân khổ bố, đủ bố vậy mà nó kêu dân khổ á. Đủ má, tao chưa được thấy cái dân nào mà nó sướng đủ má của Việt Nam hết trơn. Mà thấy rõ ràng đó là chuyện thật, có thật chứ không phải là chuyện xạo, không có tiền tiền con mẹ chứ á. Đoàn xe chở người và một đoàn xe chở xe cá nhân đi về tới nhà luôn. Đồ khủng khiếp thiệt, đồ má. Tao thiệt mày rõ ràng bực mình cái điều khi là tao. Nhưng mà cái hành động á, mà tất cả mọi người bỏ đi về quê cũng xúc tác, cũng bị tác động bởi những cái bài báo giống như con hàng đi này nè. Bởi vì nếu đúng mày hiểu, rõ ràng rất là nguy hiểm, độc rất lớn, rất là lớn. Vì chỗ đó anh ra ta cần yêu cầu loại bỏ ngoài xã hội, loại xã bỏ xong ngoài xã hội theo cái từ của Việt Nam mình coi như là bắn ha, không không phải, không phải, có nghĩa là không cho cô ấy làm bất cứ một chuyện gì trong lĩnh vực báo chí, bởi vì cái đầu của nó bị nhiễm rồi. Mà cái nhiễm này là nhiễm của thằng Tân Thái gì mà đi chứ không có nhiễm ai chứ, đủ với thằng Trung Quốc quê đủ mà khổ vậy. Tôi nói rồi bực mình lắm, tao nói thiệt mày. Không tin đi, đủ má cho ta làm, đủ má xếp đường thông báo chí coi, đủ má ta làm một cái một 24 tiếng hồi thôi, đủ má ta loại ra hết, đủ má ta cắt giò cắt nhựa hết, đủ má mới đi cài nhắc hết. Đừng có con đi bổ sung cho hai. Bố, con bổ sung cho bố chi tiết này để cho bố dễ dễ nói chuyện nè. Tức là một cái ý kiến của một cách tham gia ở dưới, Hàng Ni, một nhà báo và luật sư, nhưng trong thời gian qua thông qua mạng xã hội đã có những phát ngôn thiếu chuẩn mực, không thể hiện được tầm vóc của một người có trình độ luật pháp và một nhà báo. Mặt khác, cô ta thường xuyên tham gia những vấn đề nổi cộm trên không gian mạng với những phát ngôn gây tranh cãi và hướng mọi người tới những suy nghĩ tiêu cực với truyền đúng thông rồi. Chính thống đúng. Với tư cách cá nhân, tôi nghĩ cô ta đang lạm dụng tư cách nhà báo vào những phát ngôn với mục đích cá nhân. Xa hơn nữa, chúng ta có quyền đặt câu hỏi với những phát ngôn và mục đích thật sự của cô ta với cộng đồng. Tôi hoàn toàn đồng ý với cái câu của Hoàng Nguyên nha. Cảm ơn bà Hoàng Nguyên nha. Nó đi rất xa là chính xác. Cách nó còn nhẹ. Dạ. Tao nói thẳng là con nhỏ này có tư tưởng phản động rồi, mà không có lộn xộn gì trên trời á. Đủ má tao lẽ là bây giờ con nhỏ này không có cắt nhượng được, mà phải cắt từ đầu gối cho lên, đủ cho nó chống gãy đi, đủ má. Mà điểm nhất cái tên nó không á là nó thấy nó phe Tàu rồi. Hàng Đi mà nhớ con nhỏ này là đủ má, có một cái nhân vật là của thằng Tàu, Hàng của Tính. Của nhà không phải của nhà văn Kim Dung của Tàu. Nhà văn Kim Dung không phải cái gì ta, cái gì mà chuyện tình cái gì mà Quỳnh Giao tao nhớ rồi. Quỳnh Giao à, phải của Tàu không? Là nhỏ này là Tàu Trọng này, đủ má thiệt mày nói rõ ràng rồi. Tao không nói. Cái nhân vật Hàng Ni này là ở trong một cuốn tiểu thuyết của Kim của Quỳnh Giao. À đó, thật ra cái gì? Tao không nói gì trơn trọi, nhưng mà tao có nói cho mày nghe nè. Nói gì đó, tức là cái tư tưởng báo chí của con nhỏ này nó không thể, nó có tâm làm nghề. Và nó lợi dụng cái đó để nó xuyên tạc những tờ báo chính thống và đường lối chủ trương của nhà nước mình. Nó thẳng là vậy. Bởi vì nó làm những cái chuyện mà thiếu tích cực. Có nghĩa là nó hầu như nó lật ra những cái chuyện mà nó soi mói và những cái câu chuyện mà hầu như là nhà nước mình không thích và không muốn. Đường lối thì đúng, mà gặp mấy con nhỏ này thôi là coi như là tác hại vô cùng. Từ chích ngừa cho đến bỏ về quê rồi lây lan dịch bệnh cộng đồng, ai cũng biết rằng khi tập trung đông người là cái dịch nó sẽ lây lan. Mà có những cái bài báo mà nói viết về tao không nghe đi gì cả, nhưng mà tao biết cái con nhỏ này khi mày nói ra vậy thì con này cũng góp sức một phần không nhỏ vào những chuyện như vậy. Tức nghĩa là nó góp sức vào những chuyện không tích cực, tiêu cực, rõ ràng là tiêu cực. Nó làm khuấy động cái xã hội ra. Mày nghĩ mày coi, nó mang tiếng là một ký giả, là một nhà báo, thì tôi hỏi mày, nó nói thì đương nhiên một số người thiếu kiến thức họ sẽ tin nó. Dạ. Rõ ràng. Và một cái sự đó là một cái tác hại không hề nhỏ.
không hề Dạ nhỏ. đúng rồi. Và Chính mình ở xác. đây là mình người dân thôi, mình chỉ yêu cầu là những người mà lãnh đạo trên cái những cái gì báo chí là loại hẳn ra cô bé này, cô này ra khỏi ngành báo chí. Chưa én đâu, loại nó xong rồi nó về nhà nó lên Facebook nó lại viết cái sao giống y chang như cái đám mà Tân Thái Bình Chương thôi. Tao biết mà. Quay Trời. quay qua cho bớt mãn. Đúng rồi. Tao biết trước trên á, tao là bút, tao làm thầy, là tao là kim thầy bói nè. Kim đủ, nói chung là tao là tất tần tật đủ mấy cái này, là tao thiệt là tao cắt nhượng cắt gân cái đủ, mấy tao không có lộn Kim xộn. kim lung tung đúng không, coi như là Kim kim lung lung tung. tung, đúng rồi. Tao làm mày thấy không, đủ 70 tuổi rồi mày đủ còn đi làm chức mẹ đủ má ở ra ngồi ngồi không mà thấy không. Muốn lên nhà mày là phải tranh thủ xin xin lên chút xíu để ngồi đi làm 8:30 đi làm nữa đủ má. Còn cái thứ ở không mà nghĩ coi đủ má, ở không ngồi cào ngồi viết tầm bậy tầm bạ đủ má, còn gây xáo trộn của xã hội không ích lợi gì cả. Đủ loại bỏ ra đi, đứt bỏ mấy này, kể cả đâu á, con nhỏ này là một phần tử thôi, còn trong làng báo chí còn rất là nhiều. Ghê à. Rất theo là theo nhiều, theo chẳng hạn như theo là góc theo 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 góc nhìn của bố là vậy hả? đúng rồi, ta rất là nhiều mày. Bây giờ nó đang núp lùm nó chưa đâu, bởi vì tụi này đã có À một, ta nói mà rồi, tụi nó là gài game, tụi nó cài cắm vào trong cái bộ máy của mình, kể cả nó một số nhỏ thôi, không đáng nó quan trọng, nhưng mà tao hiểu là tất cả mọi người đều, mấy người cấp lãnh đạo trên đó đều biết rồi, nhưng mà đang chưa phải lúc mà người ta cảm thấy người ta loại ra. Nó hẳn là vậy, ta cũng biết rồi, ta cũng đã báo trước rồi. Ở trong vấn đề nghệ thuật cũng vậy nữa, cũng có những phần tử là coi như là sắc động, là phần tử là bên đây là coi như là kẻ xấu, là có, nói chung là nói thẳng là bên phe là bên bên phe gì, nó tự nhiên tôi bên bên phe là không có thiện cảm đối với Việt Nam, mình gọi là phe địch đi, dạ là thiếu người thiếu ta à, đó thù là địch, phe vậy thù địch rồi gài 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 người vào bên, là bên báo chí cũng vậy, nhưng mà trên báo chí và nghệ thuật hai cái đều rất là quan trọng. Mình thấy rõ ràng không? dạ. Tới bây giờ mà vẫn còn những người ủng hộ những cái con ca, những cái thằng ca sĩ, những con ca sĩ mà bằng chứng rành rành như vậy rồi, bộ công an vào cuộc đưa rồi, sau khi đã gì như vậy vậy rồi mà họ vẫn tung hô đủ bánh kỳ á. Mình thấy rõ ràng không? Nó kỳ cục á. Rồi bên báo chí cũng vậy, mình thấy không? Như gì Đức Hải, Đức Cống gì đó, gì đó Dạ. quên mẹ đó, thấy rõ Đức ràng Hải, Đức Hải. không? Đức Hải gì đó, thấy không? Cái đó là giảng viên bố chứ không phải báo chí. Giảng viên Hay Đức Hiển. Đức Hiển, Đức Hiển và cái vụ mà bác sĩ Trần Khoa đúng không? đúng rồi, À Đức Hiển, còn Nguyễn Đức Hiển. thấy chưa, mà nó phải là làm cấp nhỏ đâu, nó cũng làm trưởng ban gì đó đại khái, tâm không biết Phó hay tổng biên bộ tập. điều đồ, thấy không, mà thấy nó rồi là những chuyện mà tao rất là mệt mỏi. Mà mình ở trong xã hội á, nó có hai cái điều quan trọng nhất là cái về mặt cái tiền bạc, về mặt tuyên truyền xã hội á, nó có hai cái yếu tố, một là bên nghệ thuật, bên truyền hình, thứ hai là bên báo chí, là nó gom mẹ nó hai thằng đó vô rồi thì đủ chết mẹ rồi đủ, thấy không? Tao đã nói rồi, đủ bây giờ chủ tịch nước phong cho làm hai chủ tịch gì đó, trưởng ban hai cái ngành đó là đồ bảo đảm mày 2 ngày 3 ngày thôi là xong xong chưa hết, sạch Ừ. sẽ đủ má Là đi làm bồ còn bàn hết luôn đúng không? Là cho đi làm bồ bàn hết luôn đúng không? đồ quá, đồ quá chơi ta rồi, đồ quá làm bộ bằng rồi kiếm tiền mua 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 iPhone 13 mày, đồ mệt quá rồi, thiệt thật. Đó rồi mới tao nói, mình tao thì tao nói cho mày nghe nè, có hai cái vấn đề mà nổi cộm nhất á, là bên truyền thông báo chí và bên nghệ thuật. Mà thì cái sẵn cái đợt này tao nghĩ là chắc mấy sếp nhà ta, tức là mấy thủ tướng chính phủ rằng kia là đã cái kỳ này coi như thì cũng kiểu như là tao nói là Thanh coi như lọc là lại. rửa thanh lọc và rửa sạch lại đó, Dạ đúng rồi. sẵn sẵn cái dịp này nè làm lại từ đầu để cho nó bớt, Dạ. bởi vì tao nói hoài đó thấy Ảnh bên Trung hưởng Quốc quá họ nghiêm đã trọng. quánh đúng không, phong sát mấy nghệ sĩ ra đủ, tao ủng hộ hết mình thiệt mày, ủng hộ là bởi vì để làm cho cái con đường nghệ thuật của nước nhà mình nó càng ngày nó càng tiến bộ, mày hiểu không, chứ nó Dạ. không phải giống như cái kiểu kia rất ư là mệt mỏi. Khổ ghê vậy. Thì bố lên bố giúp thì tao chỉ lấy cái điều là lấy cái chứng của tao là tao thấy là nó nhắc điều lần nữa là họ, tôi đồng ý anh đối lập, anh đối lập bây giờ anh đối lập là anh sửa sai, Đúng anh rồi. sửa lưng, anh sửa là, nhưng mà anh phải là có điều tích cực, anh Tích không nên cực, để đối lập tiêu tích cực cực. Dạ. đó. Tức là Ở đâu về cũng mặt vậy phản thôi, biện á, anh có thể phản đúng biện thoải rồi. mái, anh có thể
ta phản biện, đúng nhưng rồi. Mà đều hướng câu chuyện nó mang đến cái điều tích cực cho nhân dân, cho xã hội, đúng rồi, đúng không, cho đất nước, chứ không phải là anh làm sao cho nó đàng hoàng. Còn cái này là họ nó xỉa sói, nó bôi móc, nó bươi bóc, nó đâm chọt nè, nó chửi, nó rủa, nó làm đủ trò được rồi, tuyên truyền những chuyện bậy bạ, thì cái điều đó là không chấp nhận được, đủ phải loại ra ngoài khỏi ngoài xã hội. Ok thì bố mấy cái lời bố lên bố giúp con thì thôi, chứ còn thực chất mày tao chán cái cảnh mà nhà, bởi vì báo chí Việt Nam bây giờ đủ như đọc như đọc tất cả mọi cái trên, tao chỉ lựa những cái tờ báo như VN Express lại khá gì báo Nhân Dân này kia tao đọc thôi, chứ còn ra mấy cái tờ báo lá cải thôi tao miễn bàn. Thậm chí mà thấy không cái gì vậy? Nó buồn cười lắm, giống y chang như hồi nãy mày nói là mà cái thứ gì cũng không tin động trời đồ má rồi choáng váng đúng rồi, nó làm những cái chuyện là mình hết hồn, nghe hết hồn đồ, toàn là cái thứ câu like câu view đồ, đã vậy thôi. Còn đây nè, tao mới đọc bà xã tao bắt nó đó, cái thằng cha Lại Văn Sâm chết hồi nào rồi mày? Đâu có đâu, tin nhảm á. Thì bởi vậy đủ, nó làm bàn thờ nó cúng giấy luôn kìa đủ. Tao không sợ luôn, tôi đọc anh rồi, bà nói trời, tôi được em đọc tới 4 tháng trước rồi buổi vậy hả? Đúng quá, có nghe thấy không, như là cái người chết người sống nhăn răng mà nó muốn chơi chết là nó chơi chết à, đủ má, còn nó muốn sống chơi sống thì sống à, đủ mà thấy nó quá đã không, đủ cái gốc, đúng rồi, rất là khổ. Rồi mai mốt á, cỡ mà nó phải cỡ ngày giỗ vua Hùng mà nó còn là làm tiệc sinh nhật được nữa mà, thì cái chuyện gì tụi nó chẳng dám làm. Ê, đúng không? Đủ mai mốt á, đủ má nó phao tin tao, đủ đang làm nhà hàng của tao, tao đột quỵ chết mẹ trong nhà hàng luôn à, đủ má tao biết mà, đúng không, đủ mới nó muốn nói vậy nói à, đủ mới nó khổ vậy, đủ nó muốn cho ai chết chết à, đủ muốn cho ai sống sống à, đủ nó khổ vậy. Tao đặt trên YouTube á, đủ mà mày coi đủ Lại Văn Sâm đã từ giã khỏi đời rồi kìa, làm bằng thờ lập đủ quá, tao không biết cái này đủ có ăn của quán mấy kênh tàu lao kênh rác á. Ủa mới vậy mà tại là tao hỏi mày, tao hỏi mày tại làm sao họ nó làm đã được cái kiểu, có nghĩa là ý tao muốn nói là cái sự truyền thông báo chí bây giờ nó tạp nhạp mà nó vô bổ và nó làm đủ trò, mình cảm thấy rõ ràng đó là một cái điều bất ư là bực mình. Tao nói rồi, dạ, và những người thiếu hiểu biết là nhào vô đó là tin răm rắp rồi, má tin đủ như đông như kiểu mệt. Bởi vì tụi này cái trời ơi biết làm sao, tao thì tôi muốn chửi bậy bạ. Ok thì bố lên chút xíu rồi tao phải lo tắm rửa đi làm nữa, mệt. Dạ rồi, ok con cảm ơn bố. Dạ, đó con là sự chia sẻ của một Việt kiều yêu quê hương đất nước, cái gì cũng muốn làm dữ lắm. Cho tao làm trưởng ban này trưởng ban kia đi, cho tao xử hết, cuối cùng mẹ đi ra bưng bồi bàn, trời ơi làm cho dữ tưởng gì bởi đeo tập về đi làm bồi bàn la cho dữ vô làm đi ông già. Thấy nhiều cái thấy bắt ghét rồi quá bực mình. Cảm ơn bố.